Xin chào quý bậc phụ huynh, quý thầy cô và các em học sinh thân mến. Chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trong bài Em làm được những gì? Vở bài tập môn toán lớp 3, bộ sách Chân trời, sáng tạo. Trên kênh của chúng mình thì ba bộ sách thầy đều đã làm rất là đầy đủ, rất là chi tiết. Hãy tìm theo bài, theo trang, theo bộ sách để mình học các em nhé. Bây giờ thì mời các em mở sách ra trang số 63 nào. Rồi, mình sẽ đến với cái bài 1 này. Yêu cầu là gì? Nối số với tổng thích hợp. Như vậy đây là gì? Các cái tổng này. Và đây là gì? À, đây là những con số này. Và đây là các tổng này. Các em quan sát đây thôi. 40.000 cộng 6.000 cộng 7 chục và 5 đơn vị thì chúng ta sẽ có số đó là 46.000, phải không? À xin lỗi, 40.000, 6.000, đúng rồi. 46.000 này, 7 chục này, 5 đơn vị này. Như vậy thì sẽ là 0. Ta tìm số 46.075. Đâu? Đây. 460775. Ok. Tương tự này. 40.000 này, 600 này, 70 này, 5 đơn vị này. Như vậy mình còn thiếu gì? 0.000. Nó sẽ là 40.675. Đây, 40.675 này. Được chưa? Rồi số tiếp theo mình lại có là bao nhiêu? 40.000, 6.000. Đó. 40.000 này, 6.000 này, 700 này, 5 đơn vị. Như vậy sẽ là 0 gì? 0 chục. 46.705. Đây, 46.705. Được chưa? Xong nhé. Rồi, bài 2. Điền cái dấu lớn hơn, nhỏ hơn hoặc dấu bằng. Như vậy đây chúng ta có 29.150. Bên này này, 29.015. Các em cộng với 15 thì đây sẽ là 29.000 nè, 0 nè, 10, 15. Vậy ta so này, hàng chục nghìn đây là 2, đây cũng 2 nè. Hàng nghìn đây 9, đây 9 nè. Hàng trăm đây là 1, đây là gì? 0 nè. Như vậy 1 so với 0 thì ai lớn hơn? À, 1 này lớn hơn. Do đó số này sẽ lớn gì? Lớn hơn nhá. Ok nhá. Rồi. Câu B. Có số 18.628 ở đây. 8.620 cộng với 10.000. Như vậy các em nhầm này. 10.000 với 8.000 là 18.620. So với anh này, 18.628. 1, 1 này. 8 này. 8 này. 6 này. 6 này. 2 này, 2 này. Và anh này là 8 này. Anh này là gì? 0 này, 8 so với 0. Được chưa? Đấy. Rồi, câu C này. 81.097. Đây là 81.000 cộng với 970. Đấy, như vậy đây sẽ là 81.970. So đây là 81.097 này. Các em so đi. Chục nghìn là 8, hàng nghìn là 1. Hàng trăm đây là số 0, đây là số 9. Như vậy 9 sẽ làm sao? Lớn hơn 0. Đấy. Ok. Rồi. 44.000 trừ đi 40.000 cộng 4.000. Đó. Như vậy thì các em thấy này. 40.000 cộng với 4.000 thì có phải nó là 44.000 không? Vậy thì 44.000 nè, mà trừ đi 44.000 thì nó bằng gì? Bằng 0, đúng không? Vậy thì đây là dấu gì? Dấu bằng. Ok. Xong nhá. Rồi, sang bài 3. Thì yêu cầu là đặt tính để chúng ta tính. Như vậy đây mình sẽ có hai phép tính cộng và hai phép tính trừ. Rồi thầy sẽ dùng thước kẻ các cái phép tính này nhá. Một phép tính này, hai phép tính này,
3 phép tính này, 4 phép tính này, xong. Như vậy mình sẽ thực hiện phép tính cộng này. 65.801 này cộng với này 10.012.000 này 100 này 78 này, mình cộng này, 1 cộng với 8 thì bằng 9, 0 cộng 7 bằng 7, 8 cộng 1 bằng 9, 5 cộng 2 bằng 7 và 6 cộng với 1 thì là 7. Được chưa? Rồi, sang câu B này. 27.613 cộng với bao nhiêu? 1.000 nha, các em nhớ đây có 4 chữ số này. 1.548. 3 cộng 8 là 11, viết 1 nhớ 1. 4 này các em thêm 1 là 5, vậy thì 1 cộng 5 bằng 6. 6 cộng 5 11, viết 1 nhớ 1. 1 này thêm 1 là 2. 7 cộng với 2 là 9. 2 hạ 2 viết 2. Ok chưa? Rồi, sang hai phép tính trừ nè. 57.486 trừ này, đây chỉ có 4 chữ số nha. 2.480.85. 6 trừ 5 bằng 1, 8 trừ 8 bằng 0, 4 trừ 4 bằng 0, 7 trừ đi 2 thì bằng 5. 5 hạ 5. Dễ không? Rồi, sang phép tính tiếp theo này. 23.617 này, các em trừ cho đây cũng có mấy 4 chữ số thôi. 4.135. 7 trừ đi 5 thì bằng 2. 1 không trừ 3, 11 trừ đi 3 thì bằng mấy? 8. 1 thêm 1 là 2, 6 trừ 2 thì là 4. 13 trừ 4 thì bằng 9. 2 trả 1 còn 1. Được chưa? Đấy, rất là chậm rãi từ từ, em nào chưa nắm được thì chúng mình xem để chúng ta hiểu nha. Sang bài 4. Khoanh vào trước chữ cái ý trả lời đúng. Rồi, như vậy mình có này. 400 cộng với bao nhiêu thì bằng 10.000. Đó. Như vậy thì mình chỉ việc là gì? Số hạng cộng với số hạng bằng tổng. Muốn tìm số hạng chưa biết, ta lấy tổng này, 10.000 này, trừ đi số hạng đã biết, tức là trừ cho 4.000. 10.000 mà trừ đi 4.000 thì bằng 6 gì? 6.000. Như vậy đây ta sẽ chọn đáp án 6.000. Đây, ngay đáp án A này. Rồi, câu B này. Số hạng tổng. Muốn tìm số hạng chưa biết, lấy tổng này, 11.000 này, trừ đi số hạng đã biết, tức là trừ cho 10.600. Được chưa? 0, 0, 10 trừ 6 bằng 4. 1 này, 0 thêm 1 là 1 đúng không? 1 trừ 1 bằng 0, 1 trừ 1 bằng 0. Như vậy đây chỉ mấy? 400. Kênh tìm số 400. Đây, đáp án C, 400. Dễ nhá. Tương tự như vậy thì các em có thể tự nhẩm được các cái câu còn lại. 80.000 trừ 60.000, 80 trừ 60 thì còn 20.000. Đâu? Đây, 20.000.
Rồi. Câu D nhé. Bao nhiêu trừ đi 25.000 thì bằng 50.000? Số bị trừ, số trừ hiệu. Muốn tìm số bị trừ lấy hiệu 50.000 cộng với cái gì? Cộng với số trừ, tức là cộng cho 25.000. 0 cộng 5 bằng 5, 5 cộng 2 là 7, như vậy sẽ là 75.000. Đây chính là anh này, 75.000. Ok. Đếm bài 5. Một thư viện có là 10.792 quyển sách. Trong đó sách lịch sử là 2.540 quyển, sách khoa học là bằng này, còn lại là sách văn học. Hỏi thư viện đó có bao nhiêu quyển sách văn học. Như vậy các em sẽ thấy này, bước tính thứ nhất mình sẽ tính số sách lịch sử và sách gì đây, sách khoa học. Tổng cái lịch sử và khoa học rồi này là bao nhiêu thì mình sẽ lấy cái tổng thư viện có trừ đi cho cái tổng này thì sẽ ra số sách gì, văn học, đúng không? Vậy thì mình sẽ giải bài toán này bằng mấy hai bước tính nhé. Rồi bước tính thứ nhất chúng mình sẽ tính là gì, số sách lịch sử, số sách lịch sử và khoa học, đúng không nào? Đấy, mình sẽ tìm cái số sách lịch sử và khoa học. Thư viện có là, đấy, thư viện có là, các em sẽ lấy sách lịch sử là bao nhiêu? 2.540 cộng với số sách khoa học 3.650. Rồi chúng mình cộng được không? Rồi thầy đặt phép tính đi. 2540 cộng 3650 091 mấy? 6. Đúng nè. Đúng chưa? Đấy, như vậy sẽ là 6.190 quyển hai loại sách này. 6.190 quyển. Rồi. Vậy thì lịch sử khoa học bằng này thì bây giờ mình có tính được số sách còn lại không? Đó là sách gì? Văn học, đúng không? Ta sẽ trả lời số sách văn học. Thư viện có là, được chưa? Đấy, thư viện có là, các em sẽ lấy tổng số sách mà thư viện có 10.792 trừ đi lịch sử với khoa học 6.190. Rồi các em đặt phép tính ra, 10.792 trừ 6.190 trừ 6.190 20. 7 trừ 1 bằng 6, 10 trừ đi 6 thì chỉ còn mấy thôi, 4 này. Như vậy còn bao nhiêu? 4.602 cuốn là văn học nhé. 4.602 quyển. Rồi, và đến đây chúng mình sẽ ghi đáp số quyển gì, đúng không nào? Đáp số là 4.602 quyển sách. Ok chưa? Đó. Như vậy thì đến đây chúng ta đã hoàn thành được cái bài này. Và đừng quên là chia sẻ kênh cũng như video này các em nhé. Hẹn gặp lại các em ở trong bài tiếp theo.